Long đau, long là rồng, đau là đau lòng Phật lắm. Cho nên long đau xuất hiện này, từ đây mới nói là các vị để coi nha. Muôn ngàn chứng bệnh xảy ra, lương y bác sĩ cũng đành bó tay. Bây giờ quý vị thấy, độc quỷ nè có thuốc không? Rồi bán thân có thuốc không? Nhưng có đó, thành tâm sớm hối bao lần, cầu xin tiên Phật thánh thần mà chứng chi. Bệnh đau là nghiệp chướng trần đi, chả dài muôn kiếp vậy thì để ăn. Cho nên phải sớm hối ăn năn phước dư, rồi bố thí đem ra mà cúng dường. Đó là chư Phật dọn đường, rồi sao mới hết nghiệp trần mà giảng sanh. Bây giờ giàu cũng chết, nghèo cũng chết, rồi đẹp cũng chết, xấu cũng chết. Cho nên chọn cái chết nào. Anh nói đời mặt pháp này khó lắm. Bây giờ thanh lọc, ai mà đạo đức hiền lương Phật liên tiếp nhận về trường Trung Hoa. Đó là trong tâm mình trừ quỷ trừ tà, không còn đau khổ là nhà Như Lai. Đó mình kiếp trước mình dai, kiếp này mình trả. Mình nói khi mà dai rồi, dai khi mượn người ta lại nói là anh cho tôi mượn 5 triệu, 3 triệu để mai mốt tôi trả. Khi người ta người ta hỏi cái buồn. Cho nên tất cả là định lực trong nhân quả. Cho nên các vị long đau mà, long qua hội ăn cần nhắc nhở người tu hiền muôn thở phải để tâm ráng cầu đức Phật mà Quan Âm tiêu trừ nghiệp chướng, vậy thì đừng than. Nếu ở trần gian nghiệp chi phải trả, đừng buồn tâm mà để trí mà ra những gì nghiệp đã tạo ra thì mà phải lãnh, vậy thì đừng than. Thí dụ hôm nay nè, 10 tổ chức đi, người này 50.000, người kia 30.000, người nó 50.000. Con đạo cũng mời phải nó đi hổm về, có ai tốn đồng bạc nào cúng dường không? Rồi có ai tốn đồng bạc nào mua gạo mua thóc không? Rồi có ai tốn đồng bạc nào xe cộ không? Rồi có ai tốn đồng bạc nào phòng ngủ không? Vậy là quý vị đã đại căn đại phước rồi. Đây là muôn kiếp trước của tu hành nhưng chưa đắc đạo, nên giờ đây phải chịu đầu thai. Hoàn cảnh phải chịu trả dai, luân hồi sáu cửa xưa nay công bằng. Cho nên chư Phật gọi rằng có dai có trả, đừng trách thánh thần không linh. Cho nên Quan Âm Nam Hải tịnh bình, nhúng nhìn dương liễu đổ đi cam lồ. Cho nên chư Phật mười phương, các hàng Bồ Tát, các đấng thần tiên và cửu quyền trăm họ đã nói rồi, dai thì phải trả. Thông thả mới trở về. Tiền tài vật chất phù du sớm mau thất tỉnh đường tu, trở về gốc các vị là gốc Bồ Đề. Đừng mà đau khổ chứ hề bỏ qua. Đời này nè, mười chỉ cho các vị thấy nè, thất tình lục dục là bãi con quỷ. Trong sát thải có 5 con ma, tình tiền và danh lợi. Cái hữu thể các vị hôm nay mình đầu tay chân phân biệt tội ác phân minh thì làm sao không biết thương tình cho muôn loài muôn người. Thì tôi hôm nay có duyên lành ở đây mười khiêm giảng tạm cho các vị. Một lời nói đầu tiên, trước là phải chuồng chay, sau chưa được thì tập dần 5-3 ngày rồi từ từ dứt bỏ. Tại vì mười nghe không lầm bao nhiêu toàn thể cứ muôn người muôn loài nói tôi không dám hứa ông chay. Mà tôi hứa ăn chay có tội không? Mình trộm cướp, mình làm những điều có tội phi pháp thì có tội. Chứ còn hôm nay mình ăn không được thì thôi ngày mốt mình ăn, ăn năn sớm hối lỗi lầm, tương giao đạm bạc thì vậy thì cũng qua. Bây giờ nè, mời hỏi các vị nè, bây giờ trước mắt là gọi là khó khăn về mọi mặt. Thứ nhì thất nghiệp thì lan tràn. Thứ ba nữa, bây giờ cái gì cũng lên mà người xuống trầm trọng. Quý vị có đồng ý không? Cái gì cũng lên mà người xuống trầm trọng. Thôi phải cẩn thận, thôi tương rau qua muối và đạm bạc hàng ngày. Để niệm Phật, để chi? Niệm Phật để bật hào quang, niệm Phật để trần gian hết khổ. Niệm Phật á thì bệnh tật tiêu trừ, niệm Phật từ từ hết nghiệp. Niệm Phật tu cho kịp hội này, niệm Phật để gặp Phật Thầy tại thế. Niệm Phật để có ghế trở về, niệm Phật để Bồ Đề tên tuổi. Niệm Phật rồi rủi đi, mai về. Niệm Phật thọ ký Như Lai, không còn não nề đắng cay tại tục nữa. Ông vỗ tay đó.
vậy đó. Thì thôi vậy lông đau cũng ngày đó. Tại sao lông đau muôn kiếp nha, nhiều đời. Đâu mà tại thế mà dựng như vậy phải không? Tới ngày khai đau sát giới đó. Tại vì sao? Con người phải biết khi nó ăn nhậu á, ăn nó không đâm chém thì thôi, nó chừng ăn nhậu là lo thôi, bắt đầu nó đài từ ngày xưa chiến sĩ trận vong chết trong lần tên mũi đạn. Bây giờ chiến sĩ trận vong chết với những người, những gì mà quý vị biết không? Tội phạm. Chính quyền là đại diện cho luật pháp để trừng trị những kẻ bao tàn không bạo. Chứ chính quyền cũng là một tướng nhà trời xuống đây xử phạt cho mình. Nếu chánh quyền làm trật, đã là chánh thì phải có quyền. Mà mời nói cho các vị nghe, tại sao lúc ăn nhậu á, là ông mời đại diện ban ngành cấp cấp lại, tôi nói là gọi là không nhậu nữa. Có cái gì rồi cái mời chánh quyền lại rồi nói chánh quyền thế này thế khác. Chánh là chánh chung, trung quân ái quốc, chính trực liêm sĩ. Không có cái liêm sĩ vậy. Chánh ngôn, chánh định là chánh pháp. Cho nên các vị ơi, những cô chú bác cũng có thiên mạng xuống. Nhưng ai sai còn được nhân quả, ai trúng thì hậu quả không mang. Đừng bao giờ mà nói người ta này khi đâu khi mình mang nghiệp khẩu. Nơi nào có Phật là nơi đó có ma, nơi nào có chánh nơi đó có tà, nơi nào có người hiền là có người dữ. Các vị đồng ý với 10 điều đó không? Cho nên đừng động người ta. Muốn xét người phải hỏi tâm ta. Cũng như bây giờ đèn xanh thì chạy mà đỏ, đèn đỏ thì ngưng. Mà cái đèn đỏ chạy hoài thì các ngài phải đưa tay trừng phạt. Cho nên con người đừng mượn đạo tạo đời. Khổ lắm các vị ơi. Lưỡng thần tả ngạn hai vai, bên ghi bên chết không sai bao giờ. Tại chúng sanh quá nổi giải khờ, cho nên chẳng biết qua mờ sông mê. Cho nên tu riết mà tu chẳng biết có đường về, mãi mê dục vọng vậy thì khổ đau à. Đã mê là phải khổ đau à. Ngày xưa tiên Phật cũng là người giác thì tiên Phật, mê là quỷ ma. Bây giờ nè, tại sao không tập những cái tốt? Người ta làm thiện, mình học thiện để mình làm. Người ta làm ác, mình tránh ác để mình đừng có dùng. Đó là sao không học ngày đó. Người ta hút thuốc, mình biết thuốc là lý gì. Một là bệnh tật, hai nữa phải tốn tiền, mình tập chí vậy. Cho nên thiện làm đó, cái chữ thiện mình học tới thiện, mình làm thiện, mà chữ ác mình biết để mình né. Thì bây giờ quý vị đi ngày hôm nay, mình đầu tay chân còn nguyên vẹn như vậy mà không phục sinh linh tánh nữa thì còn đâu mà đại trí Như Lai để giải thoát tu hành trước đền ơn cha mẹ, ông bà tái sanh và một kiếp làm người. Cho nên cái màn này mà nói tu là dễ lắm, nhưng hành khó. Bây giờ người ta nói như vậy nè, ôi cái đám nó đạo gì, đạo chè, đạo chuối, khải người ta. Cái đám nó mà tu hành gì, nó quay lên đừng nó ăn tiền người này kia, khải nó. Quý vị nên nhớ rằng, nếu mà Đức Phật mười phương, các hàng Bồ Tát, các đấng thần tiên, các vị tổ á, mà tu tại gia mà thành Phật hết rồi, đi đâu có những vị xuất gia. Những vị xuất gia là họ bỏ tất cả những gì thâm bằng quyến thuộc, vợ đẹp, con xin nói chung, vân vân và vân vân. Còn những vị cư sĩ hiện tại là học theo giáo lý của thầy, mà giáo lý của Phật, những thánh ngôn để lại lưu truyền theo đó mà lòng hiền để kết đạo. Cho nên hôm nay quý vị phải ráng cố gắng. Cái sửa tu là sửa. Hỏi tu cái gì? Tu tâm. Coi chừng sai đó. Tu khẩu để đoạn nghiệp mê lầm. Đoạn nghiệp là nghiệp khẩu. Cho nên đống rác trong thân mình không quét cái lụm lạc, đống rác ta gom về làm một đống chung cộng. Như vậy mình không cu mang người ta, mình không nuôi nắng người ta, mình không lo lắng người ta, mình không giáo pháp của thầy, của Phật để mình đưa ra. Rồi mình nói kẻ này xấu, kẻ này tốt, nói như vậy. Tốt xấu đừng bàn. E gieo nhân tốt thì màn này được hưởng lên. Còn ai gieo nhân ác thì coi chừng, hổ lang ác thú thì muôn bầy nó xé ngay. Thì cho nên làm người là phải thẳng, phải ngay. Tuy rằng có khổ vậy thì đừng than. Tại vì theo Đức Mẹ Quan Âm Bồ Tát mà, thọ quan rồi chịu quan, hàm quan mới thành Phật quan chứ.
Sau lúc mình dai, mình dai cái gì thứ nhất quý vị không? Mời nói nè, ông bà mình đó, nó cứ nói rằng người ta ăn, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Con ơi phải móc bòn đạo tâm Phật tánh. Tại vì sao? Vì mười thấy là một con người vô thường, không biết nay mai. Hôm nay mình nghĩ thiện, mình làm thiện được đi. Bây giờ tu rất là dễ. Tí bị bây giờ mình đi ngoài đường á, mình thấy cục đá ngừng lại, để cục đá vô lại. Cái này là các vị đều phải hiểu, và các thầy cũng đã dạng mười xin lập lại, có dư mà thêm thừa đó. Đi dọc đường thấy một đống trà đống gì, mình ngừng 5 phút 10 phút nữa tiếng đi, rồi mình để vô đường, để tránh trường hợp những bé học sinh đi nó té, rồi đôi khi con cháu mình nó gặp hoàn cảnh đó, mình có đau dạ xót lòng không. Hai, thứ hai nữa, những con đường nào mà có hổ gà là một, ổ gà là một, ổ voi hai, nhín thời gian ra một. Một là vận động đắp đường, hai là dùng sức lực mình đồng tiền như mười đó. Mười nói thiệt á, tại có một số các vị đi và một số chưa đi, mười thấy con đường nào mà mười nghe lại có này người ta bị té bị đì là mười không bao giờ vận động. Từ cổ tới kim, từ xưa đến có mười làm không có thôi. Mười ráng làm, mười nguyện với Phật tổ của thầy, con thấy con đường đó. Một là té xe nhiều, hai nữa là ổ voi gà, con cúi xin Phật tổ của thầy từ bi với hộ phổ độ cho con. Thứ nhất là con có sức khỏe, thứ nhì con mua mai bán đắt cho có tiền để con làm phục sinh cái đoạn đường này. Cho nên từ đó mười làm mười vui ghê, mười làm trong âm thầm, mười làm trong nói thật, cái chuyện mười làm không ai đăng lên hết á. Tại mười vậy đâu có cho là lâu búp lâu gì như mấy đứa nào quay đâu. Cái chuyện mười làm mười biết, cái chuyện mười làm mười không bao giờ vận động ai. Tại vì sao? Tại sao 18 vị tướng cướp mà bỏ đau thành Phật? Mười kể cho các vị nghe. Có nghe là 18 vị tướng cướp này là thập bát la hán, làm cái chuyện những người không ai dám làm, gọi là cướp người giàu để cho lại người nghèo. Tại ngày xưa là chủ điền với tá điền, chủ điền là có ruộng, tá điền là không ruộng, cho nên cho mướn một mẫu gì bao nhiêu. Thứ nhất là thất bát mùa màng, thứ nhì nữa không có trúng giá, thứ ba gia đình bệnh tật. Nhưng mà chủ điền dẫn một mẫu dường như là 10 bao đi. Cho nên 18 vị này, 18 vị anh hùng lương sơn bạc không gạt hết, quyết định cấp điền chủ để chủ điền cho lại điền chủ, gọi là cấp đứa xong cái để xem mơ một bao vậy đó. Thì một ngày nọ gặp được một vị gọi là cao nhân ẩn sĩ chỉ điểm để con về trên con đường giải thoát. Thì ngài mới giả một vị tu hành, có nghĩa là trên gọi là thánh thể cái của thầy đó, làm cái áo te tua, cái quần tẻ tủa, cái nón tè tùa, đầu dép nha, là cái ngã như là không có mang được. Thì mới đón 18 vị thập bát la hán lại đi vô cảnh rừng đó. Thì ngài mới giả vô, thì bắt đầu vô một cái đống, một cái rừng đó. Ngày xưa mà gọi là cướp mà, nếu phát hiện ra thì quan quân sẽ bắt, một là hành hình, hai là nhốt chung thân. Một vị Phật lâm phàm tái thế chuyển kiếp đầu thai trong từ hàng Bồ Tát không bao giờ sung sướng mà ăn không ngồi rồi, để chỉ cho người này kia đừng đem chức vụ mà ra, coi chừng thọ nạn bây giờ nay mai. Ai mà đặt cho lên chức vụ là phải làm thẳng ngay thì còn, ai mà đặt lên làm chức vụ mà tham lạm thì tiêu, dù đời dù đạo cũng phải gom về, vì lông đau đã xuất hiện rồi. Đây là không phải là mê tín, là chánh tín. Những người mà anh làm cho anh làm tình thương về công chúng thì anh phải biết là tình thương công chúng là bằng cách nào, phải không lơ là tham nhiễm và chiếm hữu mới là công chúng, lời nó mới giá trị. Chừng bóc bóng vẽ hình, tất cả họ si mê vào con đường vọng, người ta thả người vô là bắt đầu người ta quay phim chụp hình là tiêu tiêu tán thòn. Rồi mới lặp lại câu chuyện là thập bát la hán, thì mới vô cái rừng đó mà thấy nó vàng vòng không à. Thì ngài ở đó,
Thì 18 vị là hán này về là 18 vị cung cấp kéo kéo ngài ra đánh đập và thẻo thịt. Hỏi chứ ông đến đây làm gì? Thì một vị tu này nó lạc đường, trên đường hành đạo mưu sinh, giữa rừng chẳng có vậy thì chỉ ăn, cho nên tôi tầm đạo định phân vào rừng kiếm trái cây qua no lòng, trái cây no lòng. Cho nên tôi không ngờ là tôi gặp cái miếu quan này mà vàng dòng quá mà tôi không biết. Một là tôi đem ra bố thí cúng dường, hai nữa thì tôi không biết làm sao dọn này cho hết. Thì 18 vị tướng cấp này hỏi ông biết vàng bạc được ai, nói tôi đâu biết, không biết sao ngày tới. Nói rằng thì bắt đầu là đánh ngài, đập ngài cái căng dây ra. Thì mỗi ngày ngài cái nguyện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà ngài tự nguyện ngài đến đó mà. Thì bắt đầu 18 vị tướng cấp này đánh ngài, đập ngài mà ngài cũng A Di Đà Phật. Bắt đầu trong có một vị mới hỏi vậy, chứ bây giờ tôi hỏi thật ông, quan quân kêu ông vô đây để theo dõi chúng tôi, cho ông nói là trên có cao thiên dưới hộ thổ, tôi tu hành cực khổ tôi không biết, chứ đây là duyên tôi đến ở đây để loại trừ hung bạo. Cái bắt đầu 18 vị này nói là hung bạo sao cái nghĩa cho tôi nghe coi. Thì ngài mới nói vậy, hung là hung hăng tàn bạo mới chiếm giết lường gạt giật giành hung bạo, rồi phân tâm ra làm những chuyện tà tâm miêu đạo. Cho nên tôi cũng là coi duyên đến đây, chứ thật ra tôi không biết. Thì hổm về là các ngài đánh tôi, đập tôi, kêu tôi khai ra ai chỉ điềm dẫn lối. Thật ra tôi không có ai chỉ mà cũng ai mà nói hết. Thì bây giờ nếu mấy vị thả tôi đi thì tôi sống thì để bụng thác con theo, tôi không bao giờ mà tôi khai cho quý vị là tại sao có đống vàng. Thì mấy vị này thấy đánh, thấy đập, thấy xẻo thịt ngày nào cũng vậy, mà cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó riết như vậy á. Thì nói với một con người đã phải cầm thú xong mà không sốt xe đau dạ. Thì trong cái 18 vị tướng cốp đó là có một vị nói là trong đại ca nói vị này phải nói là tu hành cái A Di Đà Phật đánh đập cỡ nào cũng khai, thôi bây giờ tha đi để mình giết lầm nữa. Thì quý vị nó coi chừng việc làm hành động, coi chừng mang nhân quả rước đến hậu quả. Các vị làm vậy tưởng đâu là người đang làm trời Phật đang nhìn. Đây là ngày xưa bây giờ lời nói này cổ kim còn ghi tạc lại. Thì trong 18 vị này thất tỉnh, tại sao có người tu mà mình đánh, mình đập, mà mình xẻ thịt phân dây, mà vị này dẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thả ra. Thả ra rồi ngài cũng đi vòng vòng nữa. Thì 18 vị la hán này sao thấy lạ quá, tôi thả ông đi à, sao ông vẫn ở. Thì 18 vị thì vị tôi mới nói nè, tôi đi rồi ai cứu các ngươi, tôi đi rồi ai cứu các thầy đó. Thì bắt đầu là 18 vị thấy lạ quá, thả ông đi mà ông đi, ông cứ vòng vòng vậy bắt vô ông mà nữa. Tại sao ông nói thì 18 vị la hán này muôn kiếp trước các vị cũng là Bồ Tát, kiếp sanh này mới anh hùng La Hán để phục sinh. Nhưng mà tôi nói cho các vị nghe, các vị là đi kết về có giết người không? Thì 18 vị La Hán này nếu mà không phát hiện mà không truy cứu thì tôi không giết, mà phát hiện mà truy cứu nó quan là tôi giết. Rồi vị tu này mới nói vậy, cái của mà các ông cướp á, mấy ông có đem phục sinh linh tánh mà ban bố cho nhân loại muôn người hết hay không? Hay là các ông lập công bồi đức rồi các ông về nhậu nhẹt đờn ca múa hát là các ông tạo nghiệp? Có đúng vậy không? Thì 18 vị này nói tại sao mà tạo nghiệp? Thứ nhất là nghi sát sanh. Tại vì sao? Động vật cõi ta bà là tại sao Phật Đại Viên đừng ăn lộn nuốt lầm của quyền tắc tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp? Đó là thánh tâm hiện ra, là Phật tâm là hiện hiện tiền, là thánh tâm. Phật tâm thánh nào có ở đâu xa, Phật tâm hiện rõ kỳ ba phản hồi. Cho nên 18 vị này nghe thấu mưa lâu thấm đất, nên 10 kể sơ sơ câu chuyện này thôi, chứ thật ra 10 không có biết kinh sách thì mày đọc.
Thì hỏi về Phật dụng gì? Thì nhà tu nói Phật dụng tâm là 18 vị cầm dao dâng trái tim thành lập thập bát la hán. Cho nên 18 vị này lãnh hội đi hướng thượng đi lên. Thiệt rõ ràng mình có cướp mà mình đâu có cho người nghèo người hiền hết đâu. Mà mua thịt mua cá rồi mình còn ăn nhậu rồi sa đọa đến địa ngục A Tỳ. Cho nên vị thầy mới nói là các ngài làm đúng lắm, rất là tốt. Nhưng mà coi chừng trong cái tốt lẫn cái xấu. Cái xấu nhất là sát sanh hại mạng, muốn người là muốn loài chúng sanh là của quyền tự tổ mà cha mẹ. Thứ nhì mấy ông cướp gì, mấy ông có cho hết tất cả muôn người là muôn loài chúng sanh vô cùng đau khổ không? Các ông để dành để chi? Để mai mốt các ông không còn làm cướp nữa, các ông để lập gia vợ chồng để chém giết lẫn nhau trong cái vòng lẫn quẩn. Thì 18 vị này lãnh hội là hướng thượng đi lên là dùng trái tim. Cho nên bây giờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời tất cả quý vị ơi. Tim ý nó là tấm lòng thành đó. Dạ, vậy thôi. Tấm lòng chân thật. Màn này á, chánh tính đừng có mê tính. Đồng bóng là một, bói toán là hai, cao hát là ba, quý vị phải nhìn. Đã là con người, tại sao mà con người mà nó biến thành con gì á? Thiệt. Mười thấy nè, mười đó đứng trước đây nè, cái thiên hoàng nè, tự nhiên cái da giống như nó con gì kỳ hết ta. Rồi tự nhiên da lăn lộn 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 con gì vậy ta? Kỳ đồi á, chuyến trước á, mười đi lên núi Cô Tô á, mười lên tới đỉnh luôn. Cái bắt đầu khoảng 40-50 người có đem cái thùng cầu kéo nó lên đờn. Đờn cái đầu cũng mấy chục người, người ca, người hát, người lăn lộn. Cái mười ngồi cái ghế này, mười nói A Di Đà Phật, chư vị sơn thần ơi. Sao mười đi tới đâu mười cũng thấy vậy thôi, mấy ông dẹp hết thằng con nghe cũng mệt quá. Tâm thanh tịnh thì Bồ Đề trang chỗ, người tu hiền cực khổ tấm thân. Ngày sau đại hội Năng Tần là đại hội trên núi ăn. Quá lần tiên Phật vậy thì lăn lộn gì thứ ghê quá. Con người mà ta nói, hỏi là con gì, nó con rắn. Hỏi là con gì, nó con hổ. Mười nhìn kỹ mười nói tàn là phần âm không à, với phần thiên người ta rút về ẩn. Mình nói thôi mấy ông chư, mình nói lớn nghe thôi mấy ông chư thiên, mấy ông chư thần dẹp cái đám này giùm con, cho con niệm Phật tĩnh tâm. Cái chuyện lại cưới mượn là mình nói ủa làm gì hả, dẹp con tôi đi, tôi đi đâu tôi không thấy. Tự nhiên rút á, tăng 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 rút cái tăng kỳ cục á. Con người nó khác với con người thật sự nói nè, tất cả phần linh hết. Linh căn là gì? Linh căn là lên cơn. Mừng nói thiệt, mừng đi năm rừng bãi núi, tự nhiên con gì chứ không phải con người. Tại nhà hạt cà hát ra rủ, rồi cháu lòng nó ngon lắm, hủ tiếu này kia đang ngon. Nói nè, tại sao những người nói cho các lại từ hàng Bồ Tát ra sắp xếp hết các vị à? Tại sao con người ăn chay trường mà không trường chay tịch dục? Rồi tại sao có người ăn trường mà không nói thật lẽ thanh? Phải mượn xúm giảng ra để nói mượn đạo tạo đời không? Rồi những bổn đạo, bởi chúng sanh ăn ở người thường nãy mình lập thân này. Bởi chúng sanh ăn ở người thường đạo nội dạy bất lương giải dấu. Cho nên có dối. Cho nên những người người ta chưa ăn tu nha, họ làm đầu tắt mặt tối, họ ăn mạng đó. Nhưng họ nè, đem vô quy thiện là một, là phát cơm từ thiện. Hai là đóng góp đường xá cho muôn lời người muôn lời. Hôm nay mình nói đó, mấy vị cắt một căn nhà có vợ chồng con cái cha mẹ ở đó rồi, đó là tiểu phước. Còn mấy vị đắp một con đường, một là công sức, hai là hiện tài, là tiền bạc, gọi là gì không? Hồi nãy mình nói đó mấy vị không, tiểu phước. Tại vì mình mua một con đất, mình cắt con nhà cho vợ chồng con cái ông bà cha mẹ thúc giục tâm tình ngày cúng dường cha mẹ ngày dỗ mình về. Nhưng mấy vị đắp đường đây, một không có tiền đóng góp thì đem góp công, gọi là hồi nãy thì tiểu phước, mà lập một con đường là đại phước. Cái tiểu nó khác hơn cái đại. Về lập một con đường cho trăm họ đi,
cho Trâm Quang đi và cho các thánh tiên thần Phật nữa. Nếu con đường này mà không biết ai làm, chắc chắn là phải cơ quan chính quyền làm không? Không đó, mình nói thiệt. Vậy một ông này là ông phải thay nhà trời không? Nếu ông không ký thì mà có cái nó là con người bây giờ hàng ngàn tỷ làm cũng được. Vì vậy phải chính quyền đại diện cho Tây Phương không? Đại diện cho trời đất không? Bây giờ ví dụ như các vị có hàng trăm tỷ đi mà chính quyền không ký thì làm sao con đường ngày hôm nay? Phải là trên mở dưới khai không? Ở trên trời là mở, dưới này khai là gọi tay thăm thay tánh. Ngày xưa mà từ chân núi lên tới đây tôi nói một ngày chưa tới được, tại mười đã xuống rồi. Ở trên mà khai dưới này mở, ở trên ông cha trời cho tiên Phật ký định, dưới này là chính quyền khai gọi là làm. Cho nên vậy á, các vị nên nhớ là những người ăn mạng đó nha, người ta kêu cho ăn tương ta cúng lại á, mà lâm tiền nè đem vô quy thiện nè, một là cơ sở nấu cơm phát cho muôn người muôn loài những cơ nhở và những thành phần khó khăn và nghèo khổ. Thứ nhì nữa là họ tạo điều kiện cho mua đất để xây những nhà tình thương đơn giản để gom về, trong đó có chính quyền ký hết. Nếu chính quyền không ra tay thì làm sao những người cơ nhở xưa nay, tất cả những người vận động mạnh tận quân đều có bằng tay chính quyền góp ý hết. Vậy là một vị thánh nhân rồi còn gì nữa. Mà người ta ăn mạng đó, người ta chưa ăn tương đó. Đó. Mà tại sao người ta ăn mạng mà người ta làm phước? Đó là tu phước. Còn người tu phải là tu huệ bằng cách này. Chánh trực. Hoặc là chánh trực nha. Vô tư. Và giữ gìn nhân cách. Đừng mượn đạo ta đời. Màn này á, phải nói con người á, phải mình khác với con người. Chứ không khéo á, màn này mình mệt. Tại sao người ta không ăn tương một ngày nào hết? Mà người ta là một đại Bồ Tát. Còn mình ăn tương mình khác với đại Bồ Tát là sao? Mượn danh đạo tạo danh đời. Đó, mình nói thao thao bất tiện rồi nhưng nó nói nè, không nói đạo đức mà việc làm hành động đạo đức là Phật nói. Nói đạo đức mà hành động việc làm không đạo đức là ma nói. Có đúng không các vị? Đúng không? Đúng hay sai? Ừ. Việc làm hành động coi chừng. Tại sao màn này tu đâu cũng thành á, tu đâu cũng chứng hết á. Nhưng mà phải xét tâm hỏi lòng. Đồng tiền làm ra mình phải sử dụng cho nó đúng. Còn đồng tiền muốn người muốn loài để cho mình, để mình nói bây giờ hội từ thiện vậy, hội từ thiện bây giờ đã đám nhiều lắm. Mình nói nè, 100 phần quà mà mình thấy trước mắt mình thấy nha, cái người nào lợi lãnh á thì ngồi ở nhà lầu 238. Bây giờ tin ông cái mình thấy nè, hội từ thiện á, những cái đoàn là phát quà gạo thóc này kia đó, và chính mấy người đạo nè, mình cũng nói đề đời đó, có người lợi lãnh nhà lầu 23 tầng lợi lãnh phần gà chẳng có. Mình thấy ôi từ thiện gì kia, từ tâm mới là từ thiện, mà từ tâm phải biết là mình làm cho ai, làm cho mình. Người nào thiếu mức là khó khăn và đau khổ, một là chồng bệnh viện, hai là vợ thất nghiệp, ba nữa là con nhỏ, bốn nữa là nhà nát cột siêu, là mưu sinh cuộc sống rất là khó khăn đau khổ. Còn cái này gì đâu, nhà lầu 3 tầng 4 tầng đi xe lãnh phần quà. Như vậy 100 phần quà này hết 50 phần là không phải người cơ nhở. Đó là thứ nhất trong người đạo luôn. Tại vì làm từ thiện mới cho đức, làm từ thiện phải có từ tâm, phải kết hợp giữa đời cùng đạo. Thứ nhất là phải kết hợp chánh quyền cho chặt chẽ. Coi gia đình nào khó khăn, không khéo ăn năn không kịp, đời thầy nói là cứu người cơ nhở, mười không có học biết chữ mà giáo lý. Cho nên xét xe xét cho kỹ người cho tầng. Có nghĩa là bây giờ vô tình mình làm cho những người đó làm biến, không tạo điều kiện cho người ta, rồi tối ngày nghĩ tiền từ thiện không sao.
cho người ta cái cần chứ đừng cho người ta cái mồi. Cho nên những cái quy thiện ngày nay mười thấy rã bài đó. Cả mình nói nãy về trong người tu không á, chứ chưa nói người đời. Mà cái này thứ nhất là lấy lòng, thứ nhì có mưu sĩ bên trong lẫn bên ngoài. Như vậy là phải thay lời thầy mà làm nói trật ý thầy không. Cho nên các vị ngày nay phải suy cho cùng, xét cho tận, lưỡng thần tả ngạn, hai bên ghi, bên ghi, bên chép không sai bao giờ. Lưới trời đồng rộng bao la, nhưng mà chẳng qua được bàn tay của Ngọc Hoàng. Đúng không? Mình làm mà mình xét rồi, cho nên mình nói quy thiện thôi đó. Phải xem cho cùng, nghĩ cho tận, để vô tình, vô tâm mà vô cảm, làm cho những người lời biến. Phải làm có ăn chứ. Bây giờ như mười không làm vậy nè. Mười nói quý vị cái về nhà mười đây. Không có cái gì mười không bán, chưa bán thân rồi. Mười làm ban ngày không đủ, mười tranh thủ làm lời thêm. Mười về nói nó thiệt chứ quý vị là mười làm mưu sinh. Tới cái giác á, mười đi hai cái giác mười bán. Tới măng á, thì mười đi đốn măng mười bán. Tới dao mồng cua mười hái dao mồng cua mười bán. Tới là cây kim khất á, là nói chung là mười gì nuôi mưu sinh. Chứ không biết tu là gì á. Gọi là mưu sinh kiếm tiền để nuôi thấy bản thân, thừa ra là cho giúp đỡ cho anh em cha mẹ. Dư nữa thì mới đến chúng sanh nhân loại. Mười nói thật, chúng mới nói dốc được. Có đúng không quý vị? Quý vị nói tôi làm tiền để tôi đem cho chúng sanh coi chừng, rút lại lời nói giùm. Trước là nuôi sống bản thân mình, sau là giúp phần cho cha mẹ anh em đứt cơ ngặt nhà khó khăn, dư nữa mới đi vào nhân loại. Mừng nói thật ha, chứ mừng không có nói dối được. Cho nên những chú bảo vệ và những cháu giữ rừng đều thương mừng và kính trọng cái hành của mừng làm. Chứ không phải về đó mà ngồi vậy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi danh thiên cao trời vớt xuống gạo ăn sao? Rồi hậu thổ hiện lên tiền cho mình sống đâu. Tất cả là mưu sinh vào cuộc sống. Thứ nhất trời Phật ban cho mình một sức khỏe mà lao động tích cực và tiết kiệm mới có dư. Mười là nói thật chừng nói thiệt. Chứ không có lên rừng mà cái ngồi niệm Phật là nói bao lâu la coi chừng mượn danh thầy bán đức hạnh của thầy. Đúng không quý vị? Cho nên chánh pháp Như Lai màn này tà nó cao hơn chánh. Cho nên quý vị phải xét cho cùng. Bây giờ những anh em nào đang làm mà quay phim lô tóc vô teo gì đó, phải xét cho cùng, nghĩ cho tận. Nhận đồng tiền của người ta thì phải làm cho người ta, thứ nhất là thuận thiên, thứ nhì nữa hòa đồng tôn giáo, là cái nghĩa là hết lòng. Thế giờ bây giờ người nào gửi 5 triệu 3 triệu đó, phải bất phát tận tay những người tu hành và khó khăn cực khổ nữa. Chứ nhận đồng tiền ta làm không đúng đi, coi chừng mang lăn đầu sừng. Mười nhớ là mười gặp ông ngoại, mười nghe ông ngoại kể lại, có một vị nhà tu đó thì nói thế này: ông Tư ơi, tôi xây cốc được không, tôi xây am được không, xây chùa được không? Thì ông Tư mới nói vậy: được, ông xây bậc thự cũng được đó, nhưng thứ nhất ông đừng có mượn danh tạo đời, ông đừng có mượn giáo lý của Phật thầy ra mà ông đưa, ông đừng có mượn Đức Thích Ca về mà ông gạt, thấy ghê không? Rồi ông đừng có đem đạo này đạo nọ mà ông giam lừa, ông cắt cái gì cũng được á, nhưng chừa ra tiền của ông. Mà nếu ông nhận của người ta mà ông làm không đúng, coi chừng muôn kiếp nhiều đời ông mang lông đồ sừng, thấy ghê chưa? Mười gặp ông ngoại giải vậy đó. Cho nên mười rất là sợ nhân quả. Vì hiện quả bản thân quý vị vì mình đầu tay chân, hiện quả là báo thân, không bị đoạn lìa tay chân, và là báo thân đầy đủ. Mà quý vị từ phàm sang thánh, có nghĩa là cái chữ trao tương này hôm nay mình ăn được, mình tập mình ăn tương ngày ngày đến chi. Thứ nhất động vật gì là nuôi tràn quá chất không, có đúng không quý vị? Mà bây giờ quý vị càng ăn thì bác sĩ càng nhiều thì tiền hết chứ sao. Cho nên lên núi đi phục sinh bằng cách là trồng rau sạch, cái gì cũng vậy á. Còn bây giờ nói như vậy, tôi nói bây giờ nó cũng ai cái gì cũng lên, mà người sao xuống nhầm nhầm, xuống cấp đạo đức đó, quý vị đồng ý không? Xuống cấp đạo đức.
đúng cái gì á. Giá trị một con người, đời là chữ tính, đạo là chữ tâm. Cho nên là một con người đừng xuống cấp đạo đức. Cái phước báo của con người lớn nhất là tài sản là dùng đức Phật. Một ngày quý vị đưa biết bao nhiêu xương máu của ông bà cha mẹ, tại sao Phật dạy đừng ăn lộn nuốt lầm. Phải thương quý vị không? Thương chứ. Cho nên á, các vị nên nhớ rằng Phật không có khó, mà một người thầy không nghiêm giáo, thân giáo khẩu giáo và nghiêm giáo thì trò nó mới nên, còn mấy nương nương hoài hư á quý vị à. Con người của mình biết trong đây là dùng đất Phật nè, mình phải khai sáng tâm linh bằng cách tu thiệt, nói thiệt và làm cho đúng, có như đó. Chứ còn mà nói mà không thật, làm mà không thiệt là tu trật. Tu là gì? Mình nói mà tu là tu khẩu nghiệp. Đừng nói những lời độc ác, đừng đem ra là ngọt dịu mà lừa đời hại đạo, là chính mình tu giả. Giả tâm sai dưới ý trời, vậy thì trừng phạt bằng này cũng sai. Cho nên mình cái người mà người ta không ăn tương á, mà người ta đem ra người ta hội từ thiện quy thiện, họ làm đủ chuyện hết trơn, mà cái đó là người ta đang tu phước. Còn tu huệ nè, người ta nói ác mình mà mình nhịn á, gọi là phước. Đó là tu phước. Mà người ta nó chà đạp lăng nhục mình mà sĩ diện mình không mất, gọi là tu gì? Tu đức. Những việc làm hành động là lớn thằng ta ghi. Cho nên quý vị ơi, kiếp sống này nó vô thường lắm. Cho nên mười lần thứ nhất là mười ngu mười dốt, thứ nhì mười không hiểu gì. Xin kính chúc toàn thể quý vị hôm nay thanh tâm thường an lạc, và tu hành tinh tấn trên con đường Phật đạo để trở về với cội Bồ Đề, và trước đền ơn của quyền thất tổ ông bà cha mẹ, sau để cứu rỗi linh hồn. Vậy thôi. Và quý vị muốn nói gì, những chuyến du sơn mà gặp những gì mà gọi là con người chưa thấy được thì tự kể. Thì đã rồi, bây giờ khi mà Hoàng Mẫu nói con thấy gì, né.